Hi guys, welcome to my video of grammar lesson today. The lesson today is about the present perfect tense, comparison, including comparative and superlative. Okay, now let's start with the first point, the present perfect tense. Look at this picture. Who are they? Yes. Câu hỏi dễ đúng không? Rồi bây giờ cô có câu hỏi khác nha. Các bạn có biết họ vừa có một cái sự kiện quan trọng gì mới diễn ra không? Yes, they have just got married. Can you see the keys? It means that someone has lost the keys. Hai tình huống vừa rồi giúp chúng ta nhận thấy được là cách sử dụng cũng như là cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại những cái cấu trúc, cách sử dụng cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành nhé. Okay, now first about the uses. Look at these sentences. She has already seen that film. Cô ấy đã xem bộ phim đó rồi. Như vậy ở đây cái bộ phim này thì cô ấy đã xem, hành động đã xảy ra và chúng ta không thấy là cái thời gian chính xác cụ thể đúng không? Vậy thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động đã xảy ra nhưng không xác định rõ về thời gian. The second example. I have just had breakfast, so I'm not hungry. Tôi vừa mới ăn sáng nên tôi không đói bụng. Như vậy đây là hành động vừa mới xảy ra mà kết quả còn thấy ở hiện tại. Next example. I have lived here for two years and Mary has learned English since she was five. Đây là hành động đã xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và còn có thể tiếp tục trong tương lai. Okay. Now, the second about the form. The first, positive, câu khẳng định thì các bạn dùng chủ ngữ cộng với trợ động từ have hoặc là has cộng với quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ là những động từ có quy tắc thì các bạn sẽ thêm ed, còn bất quy tắc thì các bạn sẽ đổi thành cụt 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Example. And the negative, câu phủ định, thì ở đây các bạn thấy là chúng ta chỉ cần thêm not sau trợ động từ have hoặc là has. Next, the question, câu hỏi thì các bạn thấy là chúng ta sẽ đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ. And the example. Okay, now let's talk about the time expressions. Dấu hiệu nhận biết những cái từ chỉ thời gian sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành. Since, for. Các bạn thấy là since là cộng với mốc thời gian để nghĩa của nó là kể từ khi. And for là sau đó là một khoảng thời gian. Chỉ là được một khoảng thời gian bao lâu rồi. Just, vừa mới. Các bạn lưu ý cho cô từ just này nó nằm ở trong câu thì nó sẽ nằm ở giữa trợ động từ have hoặc là has và quá khứ phân từ. Already, nghĩa từ này có nghĩa là rồi. Và vị trí của nó trong câu thì cũng là giữa câu, tức là giữa trợ động từ với quá khứ phân từ hoặc là cuối câu. Những cái từ này lúc nãy cô đã có ví dụ rồi, bây giờ cô không cho ví dụ nữa. Từ tiếp theo. Yet, nghĩa của nó là chưa. For example, have you finished your homework yet? Như vậy từ này các bạn thấy là nó sẽ thường sử dụng trong câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. Vị trí của nó là ở cuối câu. Ever, đã từng. Example. This is the best film she has ever seen. Từ ever này các bạn thường dùng trong câu khẳng định và câu nghi vấn. Vị trí của nó là nó ở giữa trợ động từ và quá khứ phân từ. Never, chưa bao giờ. Từ này các bạn lưu ý cho cô là nó nằm ở giữa trợ động từ với quá khứ phân từ
Và từ này nó sử dụng trong câu có động từ chia ở thể khẳng định, nhưng mà câu này sẽ mang nghĩa phủ định, bởi vì cái bản thân từ never này là mang nghĩa là phủ định rồi. Cụm từ tiếp theo, lately hoặc là recently, hai từ này đều có nghĩa là gần đây, và vị trí của nó thì có thể là nằm đầu câu hoặc là ở cuối câu. Next, until now, up to now, or so far, những cái cụm từ này đều có nghĩa là cho đến bây giờ. Và vị trí của những cái cụm từ này là có thể ở đầu câu hoặc là cuối câu. Như vậy chúng ta đã ôn lại được cái cách sử dụng, cấu trúc và những cái dấu hiệu nhận biết trong thì hiện tại và thành. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm những cái bài tập này để kiểm tra lại xem thử nhé. Các bạn hãy chia những cái động từ này, chia cho cô cái câu này ở 3 thể khẳng định, phủ định và nghi vấn. Cho các bạn 20 giây nha. Okay. So the positive sentence, Mary has cleaned the board. And the negative, Mary hasn't cleaned the board. The question, has Mary cleaned the board yet? Okay, the second task, make sentence from the picture. So look at this picture, and can you make the question here? What's that? Yes, Lan has washed the dishes. Các bạn có thấy nền nhà rất là sạch sẽ không? Chứng tỏ là gì? My father has cleaned the floor. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái điểm ngữ pháp thứ hai về comparisons. Nói về comparative and superlative. Now let's start with comparative. Now look at this example. Yes. It's Harry and Trấn Thành, right? Qua cái hình này thì cô có một cái câu như thế này nhé. Harry Won is taller than Trấn Thành. Harry Won cao hơn Trấn Thành, đúng không? Okay, so what is the use of comparative? Các bạn có thể thấy là chúng ta so sánh, dùng so sánh hơn để so sánh giữa hai người hoặc là hai vật hay là hai đối tượng. Ha? Now let's talk about the form, cấu trúc. Các bạn muốn chia cái cấu trúc của cái tính từ trạng từ ở dạng so sánh hơn thì các bạn sẽ phân loại cho cô tính từ trạng từ thành 3 loại. Thứ nhất là short adjective or adverbs. Short adjective hoặc là adverb là những tính từ trạng từ như thế nào? Như vậy, thứ nhất là những tính từ trạng từ có một âm tiết. For example, tall, short, hard, fast. Thứ hai là những tính từ adjective có hai âm tiết tận cùng là những cái letter, ví dụ như là y, er, et, ow, hoặc là một phụ âm cộng với cái letter le, ví dụ như là happy, clever, quiet, narrow, simple. Các bạn nhìn thấy những tính từ này lúc mà đổi sang dạng so sánh hơn thì chúng ta sẽ thêm, yes, that's right, chúng ta sẽ thêm đuôi er vào tính từ hoặc là trạng từ đó. Chúng ta có cấu trúc đơn giản sử dụng cái dạng so sánh hơn của tính từ trạng từ, ví dụ như là subject and then verb, adjective or adverbs thêm đuôi er and then rồi cộng với object. Now for example, Lan is shorter than mine or Peter runs faster than Tim. Some notes. Các bạn lưu ý cho cô một vài cái nhé. Thứ nhất là tính từ tận cùng là cái letter E thì các bạn chỉ cần thêm letter A. For example, nice, nicer. Những adjective tận cùng là letter Y thì các bạn sẽ đổi thành letter I. Sau đó các bạn thêm đuôi ER. For example, pretty, prettier. Những adjective một âm tiết kết thúc bằng một nguyên âm cộng với một phụ âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đôi er. For example, hot, hotter.
big, bigger. And the second type is long adjective or adverbs. Vậy thì tính từ trạng từ dài là những tính từ trạng từ như thế nào? Đó là những tính từ trạng từ có từ hai âm tiết trở lên. Và các bạn lưu ý cho cô là trừ những cái tính từ mà có hai âm tiết tận cùng bằng những cái đuôi lúc nãy chúng ta liệt kê ở phần tính từ ngắn. Đó là đuôi letter I, ER, ET, OW hoặc là một phụ âm cộng với đuôi LE. For example, beautiful, more beautiful, crowded, more crowded, boring, more boring. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là dạng so sánh hơn của những tính từ này sẽ có dạng là more cộng với tính từ đó, đúng không? Đó, more cộng với tính từ hoặc là trạng từ đó. Và chúng ta có cấu trúc đơn giản thường sử dụng với cái dạng so sánh hơn của tính từ trạng từ dài cũng như giống như bên kia. Đó là subject and then verb cộng với more cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng then cộng với object. For example, traveling by plane is more expensive than traveling by car. Peter drives more carefully than Jack. Rồi, dạng thứ ba, irregular adjective or adverbs. Những tính từ, trạng từ bất quy tắc. Thì các bạn có những tính từ, trạng từ bất quy tắc đó là good hoặc là well. Thì các bạn sẽ đổi thành better, bad hoặc là trạng từ badly. Các bạn sẽ đổi sang thành worse. Far, các bạn sẽ đổi sang thành farther, further. Many, much, các bạn sẽ đổi sang thành more, little, less. Old, elder, nếu muốn so sánh giữa hai người trong gia đình, còn không thì các bạn sẽ đổi sang thành older, so sánh giữa hai người ngoài hoặc là hai vật. Example, she looks elder than her sister. Or, he studies worse than me. Okay, now let's come to the second type of comparison, that is superlative, so sánh nhất. À, bây giờ các bạn hãy nhìn vào ví dụ cho cô nhé. Như vậy từ những hình ảnh minh họa này thì các bạn có thể thấy là the hat is cheaper than the shoes. Cái nón thì rẻ hơn đôi giày. The watch is more expensive than the shoes. Cái đồng hồ thì mắc hơn đôi giày. Và từ đó chúng ta có thể nói là the hat is the cheapest of the three things. Or the watch is the most expensive of the three things. Cái nón thì rẻ nhất trong ba cái. Còn cái đồng hồ thì mắc nhất trong ba cái. Vậy qua đó thì chúng ta thấy được là so sánh nhất dùng để làm gì? Đó là so sánh từ ba đối tượng trở lên. Okay, now let's talk about the form. Cấu trúc. Thì cấu trúc để thành lập cái dạng cấu trúc của so sánh hơn của so sánh nhất của tính từ và trạng từ thì ở đây chúng ta cũng phân loại tính từ trạng từ thành ba loại giống như bên so sánh hơn. Đó là short adjective or adverb, tính từ ngắn, tính từ dài, và irregular adjective, tính từ bất quy tắc. Bây giờ cô sẽ không nhắc lại cái phần định nghĩa về ngắn như thế nào, dài như thế nào nữa, mà chúng ta sẽ tập trung đi vào cái form nhé. Now, short adjective. Các bạn hãy nhìn vào ví dụ. Small, the smallest. Hot, the hottest. Happy, the happiest. Narrow, the narrowest. Clever, the cleverest. Như vậy, các bạn có thể thấy được là cái dạng biến đổi của tính từ hoặc là trạng từ ngắn sang dạng so sánh nhất sẽ là dùng mạo từ the cộng với tính từ hoặc trạng từ đó thêm đuôi est. Và chúng ta có thể có một cái cấu trúc đơn giản sử dụng cái dạng so sánh nhất này thì trong câu sẽ là subject, verb, the cộng với tính từ hoặc là trạng từ thêm đuôi est
cộng với phạm vi so sánh, ở đây thường thường là dùng giới từ in hoặc là giới từ of, cộng với danh từ hoặc là một clause, một mệnh đề. For example, February is the shortest month in the year. The Vietnamese athlete is running the fastest of all. The second, long adjective or adverbs. Các bạn nhìn thấy là tired đổi thành the most tired, boring, the most boring, expensive, the most expensive. Như vậy chúng ta có thể nhận thấy là chúng ta sẽ biến đổi là dùng the most cộng với tính từ hoặc trạng từ dài đó. Và trong câu thì chúng ta sẽ có một cấu trúc đơn giản sử dụng với cái dạng so sánh của tính từ trạng từ so sánh nhất như sau. Subject, verb, the most, cộng với tính từ hoặc là trạng từ dài, cộng với phạm vi so sánh, chúng ta dùng in hoặc là of, cộng với noun, danh từ hoặc là một clause, một mệnh đề. Now for example, Dick is the most careful of the three workers. That child behaved the most carelessly of all. Các bạn lưu ý cho cô. Thứ nhất, những tính từ trạng từ tận cùng là letter E thì các bạn chỉ cần thêm đuôi ST. For example, nice, the nicest, wide, the widest. Những adjective tận cùng là letter Y thì các bạn sẽ đổi Y đó thành letter I, rồi sau đó thêm EST. Happy, the happiest, easy, the easiest. Những adjective or adverb tận một âm tiết, tận cùng là một nguyên âm cộng với một phụ âm thì chúng ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm EST. Big, the biggest, hot, the hottest, irregular adjective and adverbs. Như vậy chúng ta có bad, badly, các bạn sẽ đổi thành the worst. Good hoặc là trạng từ well thì các bạn sẽ đổi sang the best. Little, các bạn sẽ đổi sang thành the least. Much, many, các bạn đổi sang thành the most. Far, the farthest or the furthest. Old, the oldest or the eldest. Example, he is the worst boy in the class. Peter is the best student in the school. Ok, như vậy là vừa rồi chúng ta đã đi qua những cái điểm lý thuyết về cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất. Và bây giờ chúng ta hãy làm cho cô bài tập nhỏ này nhé. Các bạn hãy chia cho cô những tính từ hoặc là trạng từ này sang dạng so sánh hơn hoặc là so sánh nhất. Cô sẽ cho các bạn thời gian 1 phút các bạn làm cho cô nha. Okay. Have you finished? Now let's check together. Hot. Hotter. The hottest. Complicated. More complicated. The most complicated, badly, worse, the worst, noble, nobler, the noblest, active, more active, the most active, fast, faster, the fastest, noisy, noisier, the noisiest. Các bạn đúng hết không? Yes, very good. Now the second exercise, make sentences using comparative or superlative. Các bạn hãy đặt câu cho cô sử dụng dạng so sánh hơn hoặc là so sánh nhất phù hợp. Chúng ta có hai cái đầm đúng không? Với giá như thế này thì các bạn có thể viết được câu so sánh như thế nào? Okay, so the pink dress is cheaper than the green dress. Hoặc là
the green dress is more expensive than the pink dress. Okay? And the second picture. Yeah, we have three beautiful girls. It's about their height. Chiều cao, đúng chưa? Rồi, các bạn có thể so sánh gì đây? Okay. Hua is the tallest of the three girls. And Lan is the shortest of the three girls. Như vậy, vừa rồi chúng ta cùng nhau ôn lại những cái điểm ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành cũng như là dạng so sánh với so sánh hơn và so sánh nhất. Hy vọng là các bạn có thể nắm được bài. Okay, thank you very much. Thanks for watching. Goodbye.